tất cả đều là anh Hùng. Đều là anh Hùng. Đúng không ạ? Nhiều người đã trở thành anh Hùng. Nhiều người có nghĩa là như thế nào? Là bao nhiêu người nằm xuống là bấy nhiêu anh Hùng. Nhiều anh Hùng cả anh và em đều nhớ. Ở đây nó có hai ý, bạn để ý cho cô này. Nhiều anh Hùng đấy chính là ai? Nhiều có nghĩa là tất cả những người đã nằm xuống. Cả anh đều nhớ có nghĩa là nhớ tất cả những con người đã chết và đã hy sinh. Đúng không ạ? Có nghĩa là chúng ta đang cảm ơn và biết ơn đến những con người đã nằm xuống. Cái cách nói của Nguyễn Khoa Điềm, Nguyễn Khoa Điềm là một nhà thơ giàu cái suy tưởng và một cái giọng thơ nó nhiều cái chất suy tư. Thế khi đọc thơ Nguyễn Khoa Điềm ấy, chúng ta phải thể hiện cái suy tư của chúng ta ở trong đấy, cái nhận thức ở trong đấy. Đây ạ, đúng không các bạn? Nhiều người đã trở thành anh hùng. Nhiều anh hùng là ai? Nhiều ở đây là bao nhiêu? Chỉ biết nói là nhiều người đã ra trận. Thì tất cả những người anh hùng đấy, tất cả những con người ra trận đấy đều là anh hùng. Nhiều anh hùng cả anh và em đều nhớ. Có nghĩa chúng ta nhớ tất cả những con người đấy. Chúng ta biết ơn tất cả những con người đấy, không nhắc tên một ai cả. Nếu như nhắc tên những người anh hùng đấy là những người anh hùng Nguyễn Văn Trỗi, những người anh hùng Lê Anh Xuân, rồi những người anh hùng Phan Đình Giót, rồi Cù Chính Lan, rồi rất nhiều anh hùng đấy, có nghĩa chúng ta đang biết ơn những người anh hùng đấy thôi. Nhưng để cho cái người anh hùng đấy có thể lấy thân mình lấp hố châu mai, rồi rất nhiều những anh hùng khác hy sinh trên cái con đường đấy, chúng ta quên à? Đúng không ạ? Nên là nhiều người đã trở thành anh hùng, cả anh và em đều nhớ. Nhớ nhiều cái anh hùng này là tất cả những anh hùng lên đường. Mà nhớ ở đây không phải là nhớ ơn, mà là nhớ để biết ơn. Được không ạ? Thì các bạn có thể bình cho cô cái chỗ này nhá. Các bạn bảo là cái đoạn này không có ý gì để viết, nhưng sau khi cô phân tích, cô chắc chắn một điều, các bạn có cả một rổ để viết rồi. Nhớ là bình vào. Đấy, khi mà cô thấy các bạn khi phân tích cái đoạn trích đất nước này, các bạn viết nó nông lắm, bởi vì các bạn không hiểu sâu sắc được ý thơ ấy, nên là các bạn phân tích nó không sâu. Thì đấy chính là một cái mà các bạn cần phải nhớ ở trong cái luận điểm 2, cái ý 2 là nhân dân vô danh. Đó là sự đổ bóng của những phẩm chất, vẻ đẹp, tinh thần, ý chí của những người dân vô danh, tạo nên một lớp trầm tích vàng son phủ lên đất nước. Đó chính là một lớp gì ạ? Phù sa vun vén cho cây trồng. Bởi lẽ như vậy. Rồi, tiếp theo nữa là gì ạ? Tiếp theo nữa là nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm nói riêng về sự hy sinh. Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm tách riêng một đoạn này: nhưng em biết không, có biết bao người, con gái, con trai, trong 4.000 lớp người giống ta lứa tuổi, họ đã sống và chết giản dị và bình tâm, không ai nhớ mặt đặt tên, nhưng họ đã làm nên đất nước. Đây chính là ý 3 mà các bạn cần phải phân tích cho cái đoạn trích này. Ý 3 này nói về nội dung gì? Ý 3 này nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm nói về sự hy sinh của những người dân vô danh. Sự hy sinh của những người dân vô danh. Và cái sự hy sinh này được thể hiện như nào ạ? Thứ nhất, bạn viết cho cô như sau. Thứ nhất đó chính là gì? Khi nói về sự hy sinh, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm rất hay tách riêng thành một ý. Tách riêng thành một ý. Đây ạ, rõ ràng đây đang nói về lịch sử của đất nước chúng ta trong 4.000 năm. Đó chính là sự đổ bóng của những con người thầm lặng. Đó là sự in dấu về phẩm chất, vẻ đẹp, tinh thần của những người dân vô danh. Và sau đó nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm dùng riêng một đoạn để nói về sự hy sinh của những người dân vô danh. Nhưng em biết không, có bao nhiêu người, con gái, con trai, trong 4.000 lớp người chúng ta lứa tuổi, họ đã sống và chết giản dị và bình tâm, không ai nhớ mặt đặt tên, nhưng họ đã làm ra đất nước. Thứ nhất là nói về việc là nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm tách riêng một đoạn để nói về sự hy sinh. Tại sao lại như vậy? Có bạn nào có thể cho cô xin một cái ý mình là tại sao nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm lại tách riêng một ý để nói về sự hy sinh không ạ? Và sự hy sinh này được thể hiện một cách đặc biệt như thế nào? Nào thử cho cái bình luận của các bạn xem nào. Nào thử nói này. Tại sao lại nói về sự hy sinh? Là tại sao lại tách riêng một đoạn để nói về sự hy sinh? Đấy. Xem thử xem nào. Ok. Cái nội dung của luận điểm 3, hay còn gọi là ý 3 của cái nội dung lịch sử trong 4.000 năm đất nước, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm viết riêng một đoạn nói về sự hy sinh. Đấy ạ. Nó viết riêng một đoạn trình bày cái sự suy ngẫm về sự hy sinh.
sự hy sinh. Thế đầu tiên cô muốn hỏi các bạn là tại sao lại tách riêng một ý để nói về sự hy sinh? Tại sao lại viết riêng một ý để suy ngẫm về sự hy sinh? Đấy, có hiểu được hay không này? Bởi vì các bạn biết rằng là dân tộc Việt Nam chúng ta là dân tộc bị xâm chiếm. Dân tộc chúng ta là dân tộc mà vùng lên để đấu tranh. Và trong cái quá trình từ ngày dựng nước và giữ nước là luôn có sự hy sinh để gìn giữ đất nước, để bảo vệ đất nước. Nhờ có cái sự hy sinh của những con người đấy nên chúng ta mới có được cái nền độc lập ngày hôm nay. Và đó chính là truyền thống, đó chính là sự biết ơn về cái sự hy sinh của những con người thầm lặng. Nên là trong cái đoạn trích đất nước này, cứ đoạn nào nói về sự hy sinh, cứ đoạn nào nhận thức về cái chết, cứ đoạn nào nhận thức về trách nhiệm, cứ đoạn nào nhận thức về truyền thống của ông cha, nó luôn nằm riêng một đoạn. Các bạn cứ để ý mà xem. Ví dụ như trong cái đoạn mà nhận thức của chúng ta, trách nhiệm chúng ta về đất nước, em ơi em, đất nước là máu xương của mình, phải biết gắn bó và san sẻ, phải biết hóa thân cho dáng hình xứ sở, làm nên đất nước muôn đời. Rồi đoạn này này, những người trong 4.000 lớp người giống ta lứa tuổi, họ đã sống và chết giản dị và bình tâm, không ai nhớ mặt đặt tên, nhưng họ đã làm ra đất nước. Bởi vì cái sự hy sinh cho đất nước, hy sinh cho dân tộc, nó là vẻ đẹp bất tử của người dân Việt Nam. Nên nhà thơ Nguyễn Khoa Điểm luôn luôn tách riêng một ý để nói về sự hy sinh bất tử. Nó như một cái nén hương dành riêng cho những con người, dành riêng cho cái phẩm chất cao đẹp của nhân dân Việt Nam. Còn nên đó, có lẽ nói về cái truyền thống của người dân Việt Nam, cái vẻ đẹp của người dân Việt Nam, các bạn thấy rằng là đó là lý do mà tại sao trên khắp ruộng đồng Gò Bãi, trên khắp những cái mảnh đất mà rất nhiều ông cha đã nằm xuống, trên khắp tất cả những cái mảnh đất gắn với những cái sự kiện lịch sử, các bạn đến với Điện Biên Phủ, các bạn có một cái bức tượng đài bất tử. Rồi các bạn đến với Hải Phòng quê cô, cũng có biểu tượng bất tử của những con người, của rất là nhiều những con người. Rồi các bạn đến với Hồ Hoàn Kiếm, cũng có một cái bức tượng đài bất tử với cái tinh thần là quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Nó luôn luôn có cái biểu tượng hy sinh, các bạn biết không ạ? Và những cái biểu tượng hy sinh đấy luôn luôn mang dáng hình của sự bất tử, bởi vì đó là vẻ đẹp thể hiện truyền thống bất tử của người dân Việt Nam, là sẵn sàng hy sinh cho Tổ quốc, hy sinh đất cho đất nước, hy sinh cho non sông. Đúng không ạ? Và chính cái việc họ sẵn sàng chết cho đất nước, sẵn sàng chết cho quê hương đấy là vẻ đẹp làm nên sự bất tử. Đó là lý do. Cái đoạn này cô thấy rằng ít bạn đào đến và ít bạn khơi đến lắm. Nhớ nhá. Cho cứ khi